Cửa hàng máy may Thuận Phát hân hạnh giới thiệu các bạn cách sử dụng máy may gia đình Rohde Mimolet. Rồi khi về nhà sử dụng á, thì mình sẽ rút cái chu điện trong máy ra nè ha. Rút cái điện trong máy ra thì mình sẽ cắm vào cục biến điện á, là 100V ha. Đây, cắm vào. Rồi mình sẽ cắm vào trước đi rồi mình hả mở nguồn lên sau nha. Lưu ý phần đó. Thì ở phần bên hông này nè. Đó, bên hông này nó có hai công tắc, một tắc nguồn và một công tắc đèn. Nên nhớ phần đó nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho cách đánh suốt và xỏ chỉ trước nha. Đánh suốt và xỏ chỉ là cái quan trọng nhất của máy đó nha. Và bật cái cần lên và chồng móng chỉ vào và chặn lại. Thì cái tay trái mình sẽ cầm cái cọng chỉ và sẽ lôi thẳng vào vị trí là bên tay trái. Và ở đây có một mũi tên chỉ mình chấm 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 là để đèn đánh suốt đó. Rồi đưa chỉ vào, kéo vô ha, hai tay nè. Một tay lọn ở dưới, một tay lọn ở trên, kéo thẳng vô ha. Và ở đây mình sẽ vòng qua bên phải và kéo ngược kỹ lên và cho vào vô cái thanh sắt nè, nhớ phần đó ha. Rồi kéo thẳng qua trái, thẳng qua phải lại chứ, rồi chồng xuống chỉ vào đó, thì bắn nó vô là chiều thuận kim đồng hồ ha. Lưu ý phần đó nha, thuận kim đồng hồ bước ngắn gọn lại và đẩy qua phải. Rồi cái nút mà bốn hàng dãy nút thì nút cuối cùng ở dưới là mình bấm vô là nó sẽ chạy và bấm vô là tắt. Lưu ý phần đó nha. Ví dụ như đánh suốt nó đầy rồi thì nó sẽ giật giật nên nhớ ha. Đó, rồi mình tắt. Ví dụ là đầy đi ha, rồi mình tắt, mình để ngược ra. Mình rút nó ra ha. Rồi khi xỏ chỉ á, thì mình nên nhớ là phải nâng chân dịch lên nha. Đây. À, cần nâng và dỡ chân dịch nè. Lưu ý ha, mình phải nâng lên nha. Đó, nằm vị trí bên hông nè, vô hông nè, dỡ lên. Rồi đó thì mình khi xỏ chỉ á, thì mình lấy ra khỏi cái vị trí là đánh suốt này. Đó, chính xác luôn nè. Lấy ra khỏi nó và đi thẳng vào một cái kẹp đường khe. Đây, lưu ý bằng đó nha. Và tới đây là con số 2 nó chỉ mình. Đó, mình sẽ đi thẳng xuống luôn. Đó, thẳng xuống từ từ. Thì tới đây là con số 3 nè. Nó chỉ mình quẹo lên. Đó, thì mình bắt buộc phải quẹo lên nha. Thì giả sử như trong đây cái khe thứ hai nè, cái rãnh lớn nè, cái cò nằm trong đây, cái cò sắt á, thì nó không thấy, lưu ý bằng đó ha. Thì bắt buộc á, mình phải quay đầu qua lăng nè. Đó, quay đầu qua lăng cho ngóc cái cò lên. Đó, nó ngóc lên nhưng mà không cao nha. Thì mình bắt từ vị trí á, nè, cái cò ở trong nè, là chân trắng nè, lưu ý nhớ bằng đó nha, là phải ngóc lên như vậy đó. Thì mình hãy đưa chỉ vào nha. Từ bên phải nè, đưa qua trái, kéo thẳng vào trong luôn, và kéo qua trái kéo xuống. Thì mình phải nhìn kỹ công chỉ á, nó lọt vào cái cò này là đúng. Đó, lọt vào cái rãnh sắt này là đúng. Lưu ý phải nhớ bằng đó nha, mình đi thẳng luôn. Đó, thì tới đây có một cái kẹp mà để mình cho chỉ vào, đừng cho nó sứt ra lại nè. Cái kẹp sắt nè, nhỏ nhỏ nè, như cọng chì nè ha. Thì mình cầm tay mình cầm khúc trên. Nè, tay mình cầm tay phải cầm khúc dưới nè, tay phải mình nhét nó vô. Đó, là vô ha. Lưu ý phần đó ha, rồi tay trái mình vuông ra, tay phải mình lôi ra ha. Thì trước khi xỏ kim tự động á, thì mình quay kim cao lên hết. Đây là đầu ba lăng bên tay phải đây. Quay cho kim cao lên hết. Đó, mới đúng cái định vị để mình xỏ kim tự động nha. Rồi. Rồi bây giờ tay trái á, kéo cái cần nhựa nè. Cái này có một cái nút mà đưa ra nè, tay trái mình kéo xuống. Đó, giờ tay phải mình lặn vô. Đó, lặn vào cái cây mũi... cái mỏ mà bông bậm xuống nè, cái tay phải mình lận vô, lận chỉ vô ha. Thì đừng cho cọng chỉ nó xích ra lại nha. À, lưu ý phần đó đó, đừng cho cọng chỉ xích ra lại. Và tay trái mình cứ kéo thẳng xuống luôn, và tay trái mình đè mạnh xuống luôn. Thì cái gờ nè, hai quấu nó sẽ quấu vô kim, thấy không? Thì mình đưa cọng chỉ vào vị trí thẳng vô, đó, kéo thẳng vô trong, đó, và kéo ngược lên, và kéo ngược ra người mình, nó dướng lại nè. Đã đưa vô như vô vào chỗ kim tự động á, đưa vào cái rãnh đó kéo thẳng vô và dở chỉ lên kéo ngược ra là dướng lại là đúng, giờ hai tay đều buông hết. Đó, sẽ lấy chỉ qua cho mình phải nếm đầu chỉ cho lo nó qua. Thì ở dưới này á, thì có một cái nút nhựa nè, mình sẽ kéo vô hông đó, mũi tên nó chỉ mình nè, kéo vô thì nó búng lên ha. Chỉ động tay mình nè, sẽ mà cầm lấy ra. Bây giờ lấy suốt chỉ ra ha. Suốt chỉ này ví dụ như hồi nãy mình may nó hết chỉ đó, mình đánh suốt á, giờ mình móc nó lên, nó hết rồi nè, giờ móc nó lên.
Đó, giờ mình móc nó lên ha. Rồi, mình lấy ra luôn. Thì hồi nãy á, thì mình đánh xuống để đầy nè. Đó là chiều thuận. Rồi xuống đây rồi á, thì mình cầm cũng chỉ là chiều ngược. Nè, ngược kim đồng hồ nè, lật lại là thuận nè. Thuận là sai, lật lại là ngược. Mình thả vô một vô cái lỗ lại. Thả vô thuyền lại. Thì cái tay trái mình á, cầm con chỉ căng căng ra, kéo từ từ qua phải. Đó, ở đây có một cái chân mũi tên, đứt đoạn ngang nè, thấy không? Đó, giờ mình đè xuống chỉ lại, mình kéo vô một cái mũi tên, nó khe nè. Đó, con lươn, kéo vô. Đó, kéo vòng qua đây luôn, rồi mình kéo ngược ra người mình, là sẽ đứt chỉ. Còn cái mỏ này, đó thì mình chổng xuống. Đó, chổng xuống và ở trên đây mình đè xuống. Đó. Rồi mình cầm cái công chỉ trên nè, rồi mình lôi ở dưới khe chân dịch nè, cái rãnh nè, kéo ra sao. Rồi là mình mai. À, khi mình đã mở nguồn lên á, thì trong màn hình nè, nó sẽ biểu hiện cho mình là đường mai thẳng trước rồi. Lưu ý bằng đó nha. Rồi nếu như vậy á, là mình mai thẳng đó, là mình khỏi cần chọn. Rồi mình bấm nút E cuối cùng ở dưới. Đó, thể chạy. Thì tốc độ á, nhanh chậm là đây ha. Chậm thì muốn nhanh á, thì mình kéo qua phải á, là nó sẽ nhanh. Nhớ ha, còn lại mối á, thì đè nút mà thứ hai nè, đè vô là nó lùa về. Khi kết thúc cái đồ giải mình nó chắc, nó không có bung ha. Còn phần cắt chỉ là ở trên cuối cùng là cắt chỉ. Rồi sẽ lấy giải ra. Đó, nhớ ở trên đây là cắt chỉ tự động nha. Đó, nhớ ha. Rồi, nút này cũng là tắt. Bấm vô là tắt. Cắt chỉ là trên. Đó, để lấy giải ra. Đó, mình may mà cái đường chỉ nó hơi khít nè, thấy không? Đó, nó hơi khít. Lưu ý bằng đó ha. Ừ, nó quá hơi khít đi. Thì mình muốn thưa ra. Mình muốn thưa ra thì mình đếm 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy. Thì 1, 2, 3, nút cuối cùng ở dưới này. Mình nhấn vô. Là nút cuối cùng ở dưới nè. Nhấn vô. Đó là nó sẽ biểu hiện những cái cự ly dài ngắn có đường chỉ rồi chỉnh chỉ căng và lỏng đó. Đó đang hiện mình là 2.5 nè. À, cái ô vuông ở trên. Đó, ô vuông ở trên. Nè, ô vuông ở trên nè, mình nhấn vô là nó sẽ chạy ra là mũi chỉ nó thưa ra cho mình. Lưu ý bằng đó ha. Đó, là mũi chỉ nó dài ra. Rồi lưu ý nha. Thưa và dày. Còn ví dụ như mình lật như này lên là mình mai mà cái đường chỉ này nó khi nó bị gối hoặc là nó bị trùng chỉ, nó căng chỉ đó, thì cái hình thức cái ô vuông ở vị trí bên tay phải nè, nó ô vuông bên tay phải nè, thấy không? Đó, nó có chấm 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 nè, thấy không? Thì cái bộ phận của nó là trung bình rồi, chuẩn rồi, thì nằm cái biểu hiện là hình đen nè, nằm ở chữ nè, tiếng Nhật nè, nằm ở giữa này là hình đen đó. À, nếu mà như vậy á, thì chỉ dưới nó lỏng á, thì mình xiết cái ô vuông ở trên nè, bấm là nó chạy qua là, thấy không? Đó, hình đen nó chạy nè, là để nó rút cái chỉ dưới lên cho nó đẹp. Nếu mà mình chiếc nhiều quá thì đẹp hết hai bên rồi, thì mình sang qua hàng mỏng mình mai là bị căng, là bị nhíu giải, thì mình xả vào ở dưới đây, xả vào cái hình thức là cái ô vuông ở dưới nè. Đó, bấm nó chạy về trái lại, là nhớ ha, là cái đường chỉ cho xấu đi ha, cho coi đi. Đó, cái đường chỉ dưới nó lỏng lỏng là, thấy không? Đó, nó không được đẹp và nó không được chắc cho mấy, nên nhớ bằng đó ha. Nếu vậy á, thì mình siết lên trên. Đó, siết cái này qua phải. Đó, nó coi chỉ dưới nó đẹp không. Đó, giờ chỉ dưới được quá tuyệt vời. Đó, nếu như vậy là nó mới đẹp được cái đường chỉ, nên nhớ ha. Đẹp xấu là do mình điều chỉnh chỉ đó nha, nên nhớ phần đó. Thì mình muốn chỉnh chỉ được cái hình thức trong màn hình này, đó là cảm ứng mà. Muốn biết được nó thì là mình đếm 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy là nút cuối cùng. Là bấm là nó biểu hiện lên cho mình ha, nên nhớ. Còn nút bên trên đây là thoát ra về vị trí là ban đầu. Đó, thoát ra. Thì thoát ra là có hình thức là mình mai thẳng rồi, mình muốn chỉnh chỉ thưa dài hoặc là đường chỉ xấu đẹp, thì bấm vào nút cuối cùng ở đây, bên tay phải. Đó là nó hiện lên cho mình, nên nhớ bằng đó nha. Còn bên trở về mai lại đi ha. Thì ở đây là đường mai dứt dắt nè. Đó là đây cảm ứng ha, nên nhớ máy là cảm ứng. Thì mai dứt dắt thì cứ bấm vào.
Đó là nó hiện cho mình. Đó thì mình đang đi cái biên độ này nó hơi nhỏ đi. Mình muốn cho cái biên độ này nó mở rộng ra nữa, nó bự ra nữa cho mình. Đó cái biên độ chắc nè, cho nó bự ra nữa thì nên nhớ. Thì mình bấm cái nút là vị trí là cuối cùng nè, bấm là nó hiện lên. Thì bên đây bên tay trái nè, nó sẽ hiện mình 3.5 nè. Nếu mà cho biên độ nó lớn ra thì bấm nào nút ở trên. Đó. Là biên độ nó bự ra cho mình. Ok, đó, biên độ chắc lớn nhỏ. Giờ mình qua cái mẫu đẹp đi ha. Mẫu bông hoa đầu và thiêu chữ. Đó, giờ ở trên đây là thoát về vị trí là mang thẳng lại bình thường. Còn lúc này ở giữa này là vô vào vị trí là thiêu chữ. Thích cái nào thì cứ bấm vào. Đó, ví dụ như là A. Đó, ví dụ như là H. A rồi tới N rồi tới H là từ anh đi, đó là bấm nó chạy ra luôn cái chữ đó cho mình. Ok. Cái dòng máy này thì nó chạy chữ thì bấm tên gì đó là chạy được hết cái tên nữa là sẽ ngưng. Rồi bây giờ thì cái hồi nãy thì cái trên nó trở về mai thẳng, ở dưới này thiêu chữ, còn ở dưới này là đặc biệt. Đó bấm vô là sẽ biểu những cái ô vuông, 5 ô vuông này là gồm 5 cái mẫu. Nhấn vô. Đó lưu ý phần đó nha. Giờ thiêu thỏ đi ha. Bấm vào con thỏ. Thiêu ngàn thỏ cho mình. Ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ thiêu bông hoa đi ha. Ở đây là trang nè, ở trên là đặt trang. Nên nhớ những cái thư mục mà giống hình thức như vậy, ô vuông vậy nè, thì cứ bấm vào là trang. Đó, thấy không? Là nhớ phần đó nha. Đó, nó rất là nhiều mẫu, không phải là có bao nhiêu đây đâu nha. Mà nhớ phần đó đó. Nhớ, rồi bây giờ trở về lại thoát ra đi ha. Đó, giờ vô đây. Đó, vô thứ bông đẹp. Thì ở đây cũng là gì, phần ô vuông nè, để lặt mẫu nè, đó nó rất là nhiều. Hình thức này ha, lưu ý phần đó nha. Đó thích cái nào á thì cứ bấm vào. Ok. Rồi nhấn đề vào đây đi ha. Mẫu mà đẹp này đây. Đó thì chọn mẫu vào. Thì ở đây mình sẽ bung này chạy bông là chạy luôn liên tiếp. Còn ở đây là mình cái bông là để mình may kiểu một cái bông là sẽ ngưng. Vấn đề nhắn ở đây thì nó chạy hoài cho mình luôn, không bao giờ nó ngưng ha. Còn ở dưới này thì dặn để mình chuyển mẫu.
Đó, những mẫu đẹp đó, lưu ý phần đó nha. Nó rất là nhiều mẫu. Còn trở về đây, còn nút cuối cùng này, đó là mình cứ thích cái nào mà cứ chọn vào ha. Đó, ở đây, đó bông hoa rồi, lưu ý phần đó. Đó, những cái mẫu mã đó để mình thích đó, thì mình cứ chọn ha, ở trên đây thoát về ban đầu. Đó, trên đây cũng là trang mà, nó có rất là nhiều. Cái này là trở về. Ở trên đây là lạc trang, tới và lui, hai phần thư mục này là nhớ ha. Còn ở đây á, là để mình thoát bấm vô để mình lựa chọn đường chỉ thưa dày và để mình chỉnh chỉ cái độ căng độ lỏng của chỉ, cái mặt giấy trên mặt giấy dưới, nên nhớ phần đó ha. Rồi bây giờ hướng dẫn cách thay dung dịch ha. Bây giờ thì dẫn dịch lên thì bây giờ á, là nút đen qua sau nè, mình bấm vô đè vô là rớt ra, giờ lấy ra ha. Giờ cái sắt ngang thấy không, thì nó dành cho cái lỗ khuyết chỗ này, thì mình đặt nó song song với nhau á, rồi mình hạ xuống. Ok, thì mình đặt miếng giấy vào đi ha. Đây là phi tự động, nó sẽ tự đo cho mình luôn. Thì cái cần này nè, kéo tới cái lôi nè, thì mình đặt nút áo vào đây nè. Ví dụ đụng tay mình là nút áo đi ha, đặt vào để đẩy lại đó, nó đụng vào cái tay mình đó là nút áo, lớn nhỏ là do dài ngắn ha. Rồi cái cần này là mình kéo xuống, cần màu xanh nè, kéo thẳng xuống. Bây giờ thì bấm về đường mai thẳng á, thì nó sẽ biểu hiện cho mình là cái hình phi nè. Giờ mình bấm vào đó, nhớ ha, bấm vào cái kéo luôn, nó chạy xong cái phi rồi mình cắt chỉ ra nó luôn, mình khỏi cần cắt bằng tay mình nữa. Bấm vô nó hiện màu đen, thì bấm cho nó chạy. Rồi xong rồi đó, cắt kỹ luôn rồi đó. Đó xong. Rồi vậy là kết thúc nha.